Xin chào mừng quý vị đến với kênh review về Grand World Phú Quốc, Phú Quốc Unity Center của Alpha Real. Hôm nay tôi đang đứng tại cổng chợ đêm Grand World Phú Quốc. Đây là một trong những chợ đêm hoành tráng và chuyên nghiệp, chuyên môn nhất Việt Nam của chúng ta. Đây là một chợ đêm, một khu kinh tế đêm đầu tiên của Việt Nam của chúng ta. Và xung quanh tôi thì ôi giời ơi là người. Tôi không thể tưởng tượng được một cái khung cảnh nha. Nó đông đúc và nó nhộn nhịp như này, đúng không Phương? Hôm nay chỉ là mới giữa tuần thôi nha. Hôm nay chỉ là mới ngày thứ 3, thứ 4 thôi mà đã như thế này rồi. Rất là đông và nhộn nhịp. Nhìn xung quanh nha, các bạn có thể nhìn xung quanh. Đây là một chợ đêm mà được hoạt động quy mô bài bản nhất của Việt Nam chúng ta. Nhìn không thể tưởng tượng được. Đây là mới là những ngày mà đầu tuần. Và bây giờ chúng ta đi vào xem chợ đêm chúng ta có những gì ở trong này. Mình đi vào mình xem thử xem nào. Ở trong này nhìn rất là đông luôn. Trời ơi, thật là không thể tưởng tượng được. Nó đông mà nó sầm uất như này. Rất nhiều du khách đứng chụp hình ở cổng chợ đêm. Chợ đêm chúng ta thì có ba con đường chợ đêm ở dãy khu Đông Dương của Grand World Phú Quốc. Đây là con đường trung tâm và hai bên còn hai con đường nữa. Nhưng mà quý vị có thể ngạc nhiên là đường nào cũng đông như nhau cả. Quý khách hàng mà muốn thưởng thức những cái món ăn địa phương, cái ẩm thực của địa phương thì mọi người cứ tới đây. Có 1001 cái món ăn mà quý vị có thể được thưởng thức. Đây là những cái xe rất là chuyên nghiệp, là những cái xe này được làm từ nước ngoài mang về, và những cái người mà làm về chợ đêm này mang những cái xe này từ anh Sandy Huỳnh, anh ấy qua Hàn Quốc, anh ấy nghiên cứu và anh mang những cái xe chợ đêm này rất là chuyên nghiệp. Rồi nhìn hấp dẫn, ông rất là chuyên nghiệp. Ông nướng nhìn là thèm, nhìn là muốn ăn luôn, quá là ngon luôn. Đây là một chỗ làm kem cuộn. Nếu mà chúng ta đi Singapore thì chúng ta thấy có kem Thổ Nhĩ Kỳ, và đây chúng ta có cái kem cuộn đây. Đêm nhiều quá không đếm nổi. Đúng rồi, làm mỏi cả tay luôn đấy. Đi tiếp lên trên xem. Ôi, rất là nhiều, rất là quy mô. Đặc biệt là những căn shop ở hai bên đều đã hoạt động rồi, cực kỳ sầm uất. Chợ đêm chính là những cái con trái tim của khu Indochine. Những căn shop hoạt động hết rồi, sầm uất quá. Bình thường á, ngày xưa là phải cuối tuần thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Còn bây giờ thấy là từ đầu tuần thì ngày nào cũng là ngày cuối tuần hết. Bây giờ bán thì tới mấy giờ sáng mới được nghỉ? Bán tới tầm 2-3 giờ sáng. 2-3 giờ sáng? Lúc trước thì bán tầm 1 giờ là hết khách rồi, bây giờ là 2-3 giờ vẫn còn khách. Ôi dồi, 2-3 giờ. Có hôm anh ngồi đây đến 3 giờ mà khách vẫn còn nườm nượp ấy. Dạ. Rất là đông, tức là phải tầm 4-5 giờ sáng mới về nhà. Dạ. Xin chào mọi người, đây là một cái quầy gọi là khá tiêu biểu và khá là ngon. Ở đây được rất là nhiều bạn trẻ ủng hộ. Đây là chị Huế là chủ quán ở đây. Chi phí như thế nào và cái doanh thu hàng tháng của chị có đáp ứng được cái việc mà thu hồi lợi nhuận và lãi cho chị trong cái việc kinh doanh không ạ? Nó là mặt bằng 25 triệu nhưng mà vị chi phí các nơi thì nó sẽ rơi tầm điện nước, nó rơi vào tầm 30 triệu. Nhưng mà tại vì chị cũng bán được cho nên là doanh thu á, tính ra mà mình trừ đi các tiền nhân viên này kia, một tháng chị về thu được 150 triệu tiền lời. Wow, 150 triệu tiền lời nha mọi người. Bây giờ chúng ta cùng đi tham quan những cái dãy shop mặt hồ xem nào họ kinh doanh như thế nào. Đây là những cái dãy shop mặt hồ của Grand World. Chúng ta có tổng cộng là 25 căn shop mặt hồ. Đây là hồ tình yêu Grand World. Quá đặc biệt và thực sự là để mà đi vào thời điểm này thì rất là khó khăn, khi mà lượng người rất là đông rồi, cực kỳ đông luôn. Chúng ta chỉ có 25 viên kim cương như thế này thôi. Khách đông quá. Quá đẹp đi.
đi một vòng mệt quá rồi, bây giờ đi về quay lại chợ đêm kiếm cái gì ăn đi. Chứ nãy giờ đi một vòng đây mà đông toàn là khách đông quá. Mình có cảm giác là thở uống ly nước xong còn không nổi nữa và rất là đói. Bây giờ đi quay lại cảnh lại chợ đêm Rainbow tìm cái gì để chúng ta ăn tối. Ở đây. Rất là đông đúc. Quá nhiều. Chúc mừng cho tất cả những khách hàng đã sở hữu Rainbow Phú Quốc, thật là tuyệt vời với một cái lượng khách đông như thế này và